Trong nhiều ngày qua thì sau khi mà vợ chồng của bà Phương Hằng, ông Dũng Lò Vôi tố cáo ông Võ Hoàng Yên là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà hàng trăm tỷ đồng, cũng như rằng là khẳng định là ông Võ Hoàng Yên là không thể nào chữa trị bệnh, bớt bệnh được cho các bệnh nhân mà đã từng được ông Võ Hoàng Yên chữa trị, trong đó đặc biệt là bệnh câm điếc. Cũng kể từ đó thì bắt đầu dư luận mới lên tiếng, có rất nhiều nhân chứng để mà phản đối câu chuyện là lừa lọc trong cái việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái việc tố cáo của bà Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi đang được cơ quan công an, các cơ quan chức năng là vào cuộc để mà điều tra, và hiện tại bây giờ thì cũng chưa đưa ra bất cứ một cái quyết định nào về việc là xử lý ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên thì có một điều đặc biệt rằng là tại tỉnh Quảng Ngãi thì đây là một địa phương có lẽ là đi đầu trong cái việc mà có những cái động thái ấy để mà phản đối cái câu chuyện là khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Riêng về phần bà Phương Hằng mà tố cáo ông Dũng Lò Vôi, tố cáo ông Võ Hoàng Yên rằng là đang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông nhiều tỷ đồng, thì cái phần việc này thì cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Tuy nhiên thì điều mà dư luận quan tâm nhất hiện nay ấy rằng là ông Võ Hoàng Yên có thật sự chữa được bệnh cho các bệnh nhân hay không, và mong muốn các cơ quan chuyên môn của nhà nước gấp rút vào cuộc để đưa ra một kết luận cuối cùng rằng ông Yên có chữa được bệnh hay không, hay là không chữa bất bệnh. Nếu thật sự ông Yên được tôn là thần y, ông Yên chứng minh mình chữa bớt bệnh, thì hãy tạo điều kiện để cho ông Yên tiếp tục chữa bệnh cứu người. Còn nếu như ông Yên mà không có khả năng để mà chữa bớt bệnh cho các bệnh nhân và cho rằng đây là một cái việc lừa dối người bệnh, làm mất niềm tin của người bệnh, thì phải xử lý đến nơi đến chốn. Tuy nhiên việc này thì hiện nay vẫn chưa được Bộ Y tế làm sáng tỏ, dù rằng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn là vào cuộc để mà có thể là xử lý vụ việc. Trong khi đó thì Quảng Ngãi, một cái địa phương mà ông Yên đã về khám chữa bệnh cho gần 1.000 người dân vào tháng 7 năm 2020 tại huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, thì sau khi vụ việc lùm xùm của ông Võ Hoàng Yên và vợ chồng ông Dũng Lò Vôi xảy ra thì nói chung rằng là Quảng Ngãi là một cái địa phương mà rất nhanh trong cái việc này. Thay vì lẽ ra là các cái tỉnh như là Hà Tĩnh, Bình Phước, Bình Thuận, các cái nơi mà ông Yên đã từng khám chữa bệnh trước đây là có những động thái trước Quảng Ngãi, trong khi Quảng Ngãi là một cái địa phương mà ông Yên về khám chữa bệnh gần nhất, đã có những cái động thái rất là tích cực, rằng là ngay cái thời điểm mà xảy ra cái sự việc này thì đích thân phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi là ông Võ Văn Dương, đại tá Võ Văn Dương thì cũng đã liên lạc với Cuộc Sống Diệu Kỳ và cùng phối kết hợp với Cuộc Sống Diệu Kỳ để mà gặp lại các cái nhân chứng mà trước đây Cuộc Sống Diệu Kỳ đã quay lại tại thời điểm mà ông Yên khám chữa bệnh ở huyện Bình Sơn vào khoảng tháng 7 năm 2020. Và trong nhiều ngày thì Cuộc Sống Diệu Kỳ cùng với công an huyện Bình Sơn thực hiện cái việc là đi kiểm tra, điều tra xem cái hiệu quả khám chữa bệnh của ông Yên, thì một cái sự thật vỡ lẽ ra rằng là tất cả những cái bệnh nhân mà từng được ông Yên chữa trị bệnh thì hầu như là đều không bất bệnh. Và đây là một cái quyết định đầu tiên của lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi ấy đã làm sáng tỏ một cái vụ việc rằng là cái hiệu quả khám chữa bệnh của ông Yên là hoàn toàn không có tại địa phương. Và công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức có văn bản kiến nghị, đề nghị với tỉnh Quảng Ngãi là dừng ngay việc mời ông Yên về Quảng Ngãi để mà khám chữa bệnh trong tháng 3, bởi vì là theo lịch trình thì trong tháng 3 năm 2021 này thì ông Yên sẽ tiếp tục về Quảng Ngãi để mà khám chữa bệnh đợt 2 cho người dân Quảng Ngãi. Tuy nhiên thì với cái hiệu quả không có, cho nên là công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị tỉnh là cho dừng, và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã quyết định ngăn không mời ông Yên về để chữa trị bệnh theo lịch trình trước đó. Và ngay sau đó thì tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể là Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã
rất nhanh trong cái việc là ra văn bản chỉ đạo cho Sở Y tế và các đơn vị liên quan xác minh lại một lần nữa về cái hiệu quả chữa trị bệnh cho bệnh nhân tại huyện Bình Sơn mà ông Võ Hoàng Yên và cộng sự của mình đã chữa trị. Và sau khi mà Sở Y tế đã thực hiện một cái cuộc kiểm tra thì cũng đã đưa ra một cái kết luận tương tự như công an tỉnh Quảng Ngãi, rằng là 100% các bệnh nhân, 776 người dân, 776 bệnh nhân được ông Yên và cộng sự mình trị bệnh tại huyện Bình Sơn, chưa kể những bệnh nhân mà không có phiếu khám bệnh nhưng vẫn được đoàn của ông Yên là chữa trị, thì nó dao động khoảng 1.000 người, thì tất cả đều là con số không, tất cả là không bất bệnh. Và ngay sau đó thì một cái cuộc họp để mà rút kinh nghiệm cũng được ngành y tế, công an và chính quyền địa phương huyện Bình Sơn tiến hành. Và lãnh đạo ngành y tế cũng đã lên tiếng về cái việc là chữa bệnh không phù hợp phản khoa học của ông Võ Hoàng Yên. Và phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi đại tá Võ Văn Dương cũng là người mà liên tục phản đối cái câu chuyện khám chữa bệnh này của ông Võ Hoàng Yên. Bấy nhiêu đó thì cũng đã thấy được cái động thái rất là tích cực của chính quyền địa phương khi vào cuộc rất nhanh gọn và giải thích, cũng như là mang tới cho dư luận những cái góc nhìn đúng đắn hơn về cái hiệu quả khám bệnh của ông Yên và cộng sự của mình. Đặc biệt là trong cách đây 2 ngày thì có một động thái cũng rất là quyết liệt của tỉnh Quảng Ngãi, đó là địa phương này đã quyết định thu hồi lại cái vấn đề mà khen thưởng cho ông Võ Hoàng Yên và cộng sự của mình. Văn bản này cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là phát đi và chỉ đạo cho Sở Nội vụ cũng như là các đơn vị liên quan là thực hiện việc thu hồi lại các cái hiện vật mà đã khen thưởng cho ông Võ Hoàng Yên. Ở đây có nghĩa rằng là các cái hiện vật là bao gồm cả các bằng khen mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã từng khen tặng cho ông Võ Hoàng Yên, có đóng dấu ký tên vào ngày 11 tháng 7 năm 2020 để khen thưởng cho ông Võ Hoàng Yên vì có cái thành tích trong khám chữa bệnh từ thiện tại huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Điều này có thể là khẳng định một lần nữa rằng là ông Yên không phải là thần y như lời đồn đoán, như là người dân đã từng phong lên cho ông là thần y, là lương y, mà câu chuyện của ông Yên giờ đây có thể là làm cho mọi người sáng tỏ rằng ông Yên không khám chữa bệnh được cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân câm điếc. Như vậy thì có thể là thấy rằng là cái vấn đề mà vợ chồng bà Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi dám đưa ra cá cược với ông Yên mất nửa tài sản để mà có thể rằng là nếu như ông Võ Hoàng Yên mà chữa được bệnh câm điếc cho trẻ câm điếc, thì đặc biệt 120 trẻ ở Bình Dương, thì ông sẽ mất một nửa tài sản. Như vậy rằng là cái hiệu quả là hoàn toàn không có, cho nên là ông Yên sẽ khó lòng mà có thể là lấy được cái nửa gia sản của vợ chồng ông cũng là vôi. Và hiện nay thì huyện Bình Sơn cũng đã cấp tốc truy thu lại cái số tiền khoảng trên 200 triệu đồng mà chi sai trong cái việc là hỗ trợ phục vụ đoàn của ông Võ Hoàng Yên khi cái đoàn về khám chữa bệnh tại địa phương mình. Điều này cho thấy rằng là các cái động thái của tỉnh Quảng Ngãi là rất nhanh, rất cấp tốc và rất kịp thời, giúp cho người dân có thể sáng tỏ được một cái câu chuyện mà quan tâm nhất, đó là hiệu quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, và cũng để cho mọi người là nhìn thấy được cái câu chuyện khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên lâu nay là chúng ta đã bị lầm tưởng. Đấy, mọi người có thể thấy rằng là tất cả những bệnh nhân mà được ông Yên chữa trị bệnh cũng như là những bệnh nhân câm điếc thì sau đó là bệnh thì vẫn còn bệnh thôi, không ai bớt cả. Cho nên là bây giờ cái mà dư luận mong muốn nhất, điều mà dư luận chờ đón nhất hiện nay, đó là Bộ Y tế sớm có những cái thông báo cuối cùng, kiểm tra cuối cùng và công bố sớm cho dư luận được biết rằng là ông Võ Hoàng Yên có trị được bệnh cho người dân hay không, và nếu không trị bệnh được bệnh thì phải chấm dứt cái câu chuyện này,
chấm dứt câu chuyện khám chữa bệnh công yên để người dân không đặt kỳ vọng quá nhiều cái niềm tin vào người được cho là thần y Võ Văn Yên để rồi thất vọng, để rồi rơi nước mắt, để rồi buồn lại buồn thêm. Thật sự là khi cuộc sống dự kỳ đã gặp rất nhiều của bệnh nhân ở cái thời điểm đó được ông Yên chữa trị bệnh, nhưng mà ông bảo không chữa được tại vị trí đó, thì có những người mẹ là gầu khóc rất là đau đớn đấy. Cho nên là chúng ta phải chấm dứt sớm câu chuyện này, và lực lượng công an cũng sớm vào cuộc để mà làm sáng tỏ câu chuyện cuối cùng, như đơn tố cáo của bà Hằng đã gửi cho công an thành phố Hồ Chí Minh, rằng là ông Yên có thật sự tìm một cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông bà hay không, để chấm dứt câu chuyện này đi. Bởi vì rằng quá lâu rồi, đã nhiều tháng qua rồi, và người ta đã bảo rằng là câu chuyện của ông Võ Quận Yên giống như một bộ phim rất dài, không kém gì với bộ phim Cô Dâu Tám Tuổi, nhiều người hay nói vui như thế. Cho nên là hiện nay là dư luận cũng rất quan tâm và mong muốn cơ quan chức năng là sớm vào cuộc để làm sáng tỏ câu chuyện, nhằm chấm dứt cái chuyện thị phi lâu nay kéo dài giữa ông Võ Quận Yên và vợ chồng bà Phương Hằng, ông Dũng Lò Vôi. Và cuộc sống dự kỳ sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện này và thông tin một cách trung lập, không bóp méo sự thật và không đứng về phía bên nào, để làm sao đó cái được cuối cùng là giúp cho người dân có một cái nhìn đúng đắn hơn về ông Võ Văn Yên.